ban hội, ban kèn, ban trống, các ban ngành chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực trước nhà chung để chuẩn bị cho đoàn rước. Tiếp theo xin mời đoàn ngành ông đài đền thánh Bắc Trạch sẽ lên chúc mừng ta linh mục. Xin mời ngành ông đài đền thánh Bắc Trạch. Xin mời sau đoạn này xin mời ban kèn Thánh Tâm. Tiếp theo xin mời giáo sứ đền thánh Thánh Tâm giáo sứ Cao Mại chúng ta cùng lên chúc mừng ta linh mục. Xin mời cộng đoàn giáo sứ đền thánh Cao Mại. Tuyệt vời với những tình cảm của tất cả quý vị ở khắp nơi dành tặng cho ta linh mục cho ngày lễ tạ ơn hôm nay. Nguyện Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho ta linh mục để ngài tiếp tục với sứ vụ của ngài từ hôm nay. Gánh nặng bắt đầu đè lên ngài, ngài phải tiếp tục trang dắt đoàn thiên với ơn Chúa trao ban ngài. Sau đoạn này xin mời giáo sứ Ông Khê chúng ta có những lãng hoa chúc mừng ta linh mục. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ta linh mục ạ. Xin mời đoàn giáo sư Đức Ông Khê chúng ta sẽ lên chúc mừng ta linh mục. Sau cộng đoàn giáo sứ Đông Khê, xin mời cộng đoàn giáo sứ Tràng Quan chúng ta cùng lên chúc mừng ta linh mục. Lớn để chúc mừng ạ, ta linh mục của chúng ta. Vâng, chúng ta xin cảm ơn quý vị cộng đoàn giáo sứ Đông Khê. Tiếp theo xin mời cộng đoàn giáo sứ Tràng Quang sẽ có những lăng hoa chúc mừng ta linh mục. Xin mời cộng đoàn. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ, chúc mừng cho ta linh mục của chúng ta. Vâng, chỉ còn một ít phút nữa thì quý cha và đoàn tế chúng ta sẽ tiến vào nhà thờ để tham dự thánh lễ tạ ơn. Xin mời các hội đoàn ban kèn ban trống chúng ta chuẩn bị ở trước nhà mục vụ để chuẩn bị cho đoàn rước. Tiếp theo xin mời đền thánh. À,
Tiếp theo xin mời Dì Dung, Dì Duyên, Đông Thái ở Đông Phú sẽ lên chúc mừng Tân Linh Mục. Xin thông báo còn những hội đoàn nào chúng ta muốn lên chúc mừng dành những tình cảm cho Tân Linh Mục thì xin mời. Vâng, xin mời đoàn giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, giáo họ Quảng Châu, giáo họ Phương Trạch sẽ có những lãng hoa và những tình cảm dành tặng cho Tân Linh Mục. Xin mời ba đoàn ạ. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, cảm ơn các đoàn. Vâng, tiếp tục là những tình cảm của tất cả quý vị của các hội đoàn, của các giáo xứ, giáo họ dành tặng cho Tân Linh Mục trong ngày trọng đại hôm nay.